Anh dạy fish and chip đi, thì hôm nay mình đã mời luôn một bạn gọi là bậc thầy về fish and chip để hướng dẫn các bạn nhá. Em làm thử đi em. Đây anh ơi. Bước một, lúc mà mình bắt đầu fish and chip ạ, thì mình cần phải để cho bánh nó ngang với khung, vuông góc với khung, và bế đàn của mình nó sẽ phải thẳng ở khung sau này. Thì lúc mà mình fish and chip ạ, là mình có hai cách. Một là mình hất lên như này đấy, hai là mình có thể ngoặt luôn tay lái kiểu để mình nhảy lên luôn đấy. Thì lúc mà trước khi làm đến bước ấy thì các bạn cần phải đầu tiên là tập xoay trước đấy. Tập xoay thì mình có thể tập xoay như này đấy. Khi mà các bạn đã xoay được thành thục rồi ạ, thì các bạn có thể lên một cách dễ dàng đấy, như mình chẳng hạn. Là do mình không thăng bằng được, với cả mình bị quay hơi quá. Là khi mà mình quay xong rồi ạ, thì mình sẽ phải ngồi lên yên, và mình phải giật cái đầu xe lên cho thẳng, rồi mình cố đạp một đoạn để cho xe nó bon, chứ nếu không là xe nó ngã. Lưu ý khi mà mình fish chip là mình phải không được sợ ngã, phải giật can đảm. Ôi trời ơi, đừng như mình nhé.